Kính thưa quý vị, chúng tôi là Chí Charlie Nguyễn, cũng được biết với cái tên là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, hiện là nghị viên của thành phố Westminster cũng như là giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến với quý vị một cái chương trình mới của đài VBS. Và trong chương trình mới này thì chúng tôi xin được thay vào cái chương trình của giải trí cộng đồng bằng thông tin cộng đồng. Thưa với quý vị, chương trình thông tin cộng đồng nhằm mục đích là cung ứng cho quý vị những cái tin tức hữu dụng hàng ngày, và đặc biệt là đi vào với cái những cái quyền lợi của những người đang là sống tại miền Nam California. Có thể những tin tức đó là những cái tin tức của cộng đồng có lợi thông báo đến cho tất cả quý vị, hoặc là những cái thông tin nó đi vào sát với những cái vấn đề của thành phố hoặc là quận hạt hay là tiểu bang. Chúng tôi thấy những cái tin tức nào nó là cái tin tức cần cái cập nhật để quý vị biết tới, thì điều đó anh em chúng tôi sẽ làm. Khi chúng tôi nói tới anh em, có nghĩa là thưa với quý vị, trong chương trình này sẽ được phụ trách bởi chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí và đồng thời luật sư Trần Thái Văn. Luật sư Trần Thái Văn hiện là chánh văn phòng cho luật sư Andrew Đỗ trong quận hạt số 1. Và qua đó thì ông cũng sẽ gửi cho tới quý, đến quý vị những cái tin tức liên quan tới quận hạt. Chúng tôi cũng có những nhân dân cử khác ở thuộc thành phố hoặc là quận hạt hoặc là tiểu bang. Chúng tôi sẽ mời trong chương trình này để nói chuyện. Và đặc biệt là với cái sự sinh hoạt của chúng tôi trong cộng đồng, chúng tôi cũng may mắn là được biết nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể cũng như là có sinh hoạt rất là sát với lại sinh hoạt cộng đồng. Cho nên chúng tôi cũng có thể gửi đến cho quý vị những cái sinh hoạt liên quan để rồi quý vị có giờ, quý vị tham dự hoặc là quý vị biết đến ở trong cộng đồng chúng ta cũng đang có những sinh hoạt thế nào. Chắc chắn rằng những người mà ở đây thì có thể tham dự được, những người ở xa thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này và biết được tại miền Nam California qua đài VBS trong chương trình thông tin cộng đồng, thì quý vị cũng sẽ biết được là những sinh hoạt gì đang xảy ra. Biết đâu được quý vị lại là một chuyến đi chơi đến miền Nam California, thăm Little Saigon. Và đặc biệt là quý vị đừng quên là khi tới Little Saigon thì phải ghé qua thăm đài VBS, là những người anh em ở đây làm việc rất là tận tâm và lo cho cái chương trình của VBS mỗi ngày một hay hơn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng muốn nói với quý vị rằng là chương trình VBS hiện tại cũng có nhiều cái chương trình mới lạ và rất là có rất nhiều thông tin mới lạ cũng như là rất là đi sát vào cuộc sống của người dân để mà những người sống trong cộng đồng này cũng được biết tới. Và thưa với quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên nhưng thưa là không có luật sư Trần Thái Văn bởi vì ông đang bị bệnh. Ông sẽ cùng với chúng tôi vào trong những ngày phát hành của tuần tới. Và chương trình này xin được gửi tới quý vị là vào cứ mỗi thứ bảy hàng tuần. Chương trình sẽ được chiếu vào lúc 4 giờ sáng, 7 giờ sáng và 11 giờ đêm. Xin quý vị đón xem. Và thưa với quý vị, ngày hôm nay cho dù là buổi đầu tiên nhưng mà chúng tôi cũng có một số thông tin để gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để mà thu thập tất cả các thông tin không chỉ là ở trong thành phố Westminster hoặc là cơ quan của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City khi mà chúng tôi đang là có cơ hội làm việc phục vụ cho người dân ở đó, để có những cái tin tức được cập nhật và thông báo tới quý vị. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cố gắng làm sao để thu thập được những tin tức của những thành phố lân cận hay là ở trong quận hạt để gửi tới cho quý vị. Như vậy theo dõi chương trình này quý vị sẽ hiểu được nhiều và biết được nhiều về cái tin tức. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì trong chương trình này chúng tôi sẽ nói về hai thành phố mà chúng tôi đang là có cơ hội phục vụ, để như vậy thì nó rõ ràng hơn. Và trong những lần tới chúng tôi sẽ nói nhiều hơn vào những cái sinh hoạt của các thành phố khác.
Thành phố mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay đó là thành phố Westminster, và cơ quan của Sở Môi trường Vệ sinh đó là cơ quan Sở Môi trường Vệ sinh Midway City, cũng phục vụ cho người dân của thành phố Westminster và kể cả khu vực của Midway City về vấn đề rác rưởi cũng như là về môi trường vệ sinh. Để đi vào cái phần mà tin tức cho cái sinh hoạt của thành phố Westminster thì thưa với quý vị, điều thứ nhất là chúng tôi xin được thông báo với quý vị trong ngày hôm nay là ngày thứ Bảy thì là thành phố Westminster đang có một cái buổi gọi là đại cái buổi Fall Festival, hội chợ mùa thu, xin lỗi quý vị, hội chợ mùa thu được gọi là Fall Festival. Trong cái buổi hội thu, tại sao lại có cái buổi hội chợ mùa thu như vậy thưa với quý vị? Buổi hội chợ mùa thu do thành phố Westminster tổ chức từ 9 giờ cho tới 3 giờ chiều là để mừng 65 năm thành lập thành phố Westminster. Cho nên trong cái buổi ngày hôm đó từ 9 giờ tới 3 giờ sẽ có rất nhiều các cơ quan chính quyền sẽ tham dự, và chắc chắn rằng khi tham dự thì họ cũng muốn phổ biến về tin tức cũng như là cái sinh hoạt của các cơ quan đó. Quý vị có những câu hỏi gì đến những cái cơ quan như là bên cảnh sát, bên sheriff hay bên là bên vệ sinh, tất cả những cái cơ quan mà nói chung lại là ở trong quận hạt của chúng ta, thì quý vị có thể đến đó và bắt tay thăm hỏi và đặt câu hỏi với họ để họ có thể trả lời những thắc mắc của quý vị. Nếu như với quý vị không có những cái thắc mắc, câu hỏi gì cũng không sao, quý vị tới đó, đưa con em tới đó để chúng ta sinh hoạt. Nó là một cái hội chợ cho nên chắc chắn rằng có những game chơi, có những đồ ăn để chúng ta thưởng thức. Nhưng bên cạnh đó, quan trọng hơn hết thưa với quý vị, chúng ta có những cái món quà để mang về. Bởi vì những cái cơ quan mà chính quyền như vậy đó, thì họ có những cái promotion, the promotional products. Tất nhiên là những cái quảng cáo mà họ có thể là cho mình đó để mình mang về. Mình không biết là những cái gì, có thể là cái áo, có thể là cái mũ, có thể là cái ly, có thể là những cái vật dụng gì khác. Nó là một cái những cái vật dụng mà kỷ niệm mà có cái tên, cái logo của đó. Thật sự là có cái đó cũng tốt, thật khi mà chúng ta cần cái gì chúng ta có số điện thoại ngay đó, chúng ta có thể liên lạc với họ. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái đó như là một cái món quà để chúng ta sử dụng trong nhà, hay là một món đồ chơi cho những con trẻ em chơi. Nhưng mà đó cũng là một cái phương thức mà họ gửi tới cho quý vị những cái thông tin và gửi cho tới quý vị những cái cách mà chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với các cơ quan liên hệ mà chúng ta cần tới. Thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị về cái ngày thứ Bảy hôm nay là cái ngày mà hội chợ mùa thu của thành phố Westminster diễn ra từ 9 giờ cho tới 3 giờ chiều thưa với quý vị. Nó nằm ở đâu? Chúng ta chưa nói tới. Đó là trước tòa thị chính của thành phố Westminster. Địa chỉ là 8200 thành phố đường Westminster, thành phố Westminster. Cái số 8200 đường Westminster chắc có lẽ không có lạ với quý vị, nhất là những quý vị đang ở trong thành phố Westminster hoặc là những vùng lân cận ở đây. Trên đường Westminster, cái khu vực mà gần chỗ tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, ở đây thì chỉ có một cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster này mà thôi. Thì chúng ta không phải là tới thành phố, tới không phải là tới tượng đài chiến sĩ nha quý vị, nó nằm ở gần đó. Nhưng mà khi mà quý vị đi tới tượng đài chiến sĩ thì quý vị chắc chắn là phải đi qua cái tòa thị chính của thành phố Westminster, 8200 đường Westminster, thành phố Westminster. Vâng. Đó một cái thông tin của thành phố Westminster. Cái thông tin thứ hai mà chúng tôi trong những ngày qua đã nghe rất nhiều người dân, có thể vì một vài cái nguồn tin làm hoang mang, hoặc là có một vài người đó nào đó, kể cả những người mà đồng việc với chúng tôi đã lên đài để mà nói tới những cái việc mà thành phố Westminster sẽ bị phá sản. Điều này làm hoang mang tới rất nhiều người, kể cả những người trong gia đình của họ. Cho nên chúng tôi phải nói rằng khi mà thông tin là một cơ quan ngôn luận hay là một người nào cá nhân, khi mà mình thông tin những cái thông tin mà vô trách nhiệm như vậy đó,
nó có thể tai hại tới cộng đồng của mình, nó tai hại tới cho những người thân của mình không chừng, bởi vì làm cho họ lo lắng. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói là thành phố Westminster sẽ không bị phá sản. Tôi nói nhắc lại một lần nữa, sẽ không có cái vấn đề phá sản. Mà nếu mà ai mà nói câu đó đó, thì tất nhiên rằng chúng ta tự coi những người mà chúng ta đang, người Việt Nam của chúng ta đang đại diện trong cái khu vực của thành phố là đã không làm việc gì để thành phố đi tới cái vấn đề mà ở cái ngưỡng cửa phá sản. Thưa với quý vị, chúng ta không thể nào để cho những người mà không biết về tình hình của thành phố mà nói như vậy. Cho nên chúng tôi thẳng thắn nói rằng không có cái vấn đề phá sản. Và nếu mà quý vị còn muốn biết thêm chi tiết, chúng tôi sẵn sàng xin được cơ hội để tiếp xúc với quý vị để nói rõ hơn. Và quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi ở số điện thoại 714-576-4330. Và xin mời quý vị giữ màn hình, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại của đài.